Ok và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Mình là Cơ Zip ở đây. Hôm nay mình sẽ đem tới cho các bạn một addon mới nữa nha. Và trước khi vào với video thì các bạn hãy cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì vào video thôi. Lúc mới vào thì các bạn sẽ có các item như thế này nha. Thì từ trái qua, nó sẽ là cuốn sách chọn skin của nhân vật, skin mặc định, một bộ đồ, bánh mì và cuốn sách xem thông tin cập nhật. Ở cuốn sách chọn skin nhân vật thì các bạn có thể chọn nhân vật mình thích hoặc là random nha. Ở đây thì mình sẽ random skin nha. Ra skin của ai thì mình cũng không biết. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem các item, giáp vũ khí có trong addon này nha. Thì ở addon này sẽ cập nhật thêm 2 skin mới nha và sửa lại cái hiệu ứng của skin mặc định. Thì ở đây các bạn quan tâm đến 2 cái cuộn sách màu trắng nha, nó rất quan trọng. Thì 2 cuộn sách này nó sẽ giúp cho các bạn tăng level lẫn có được lãnh địa của các nhân vật nha, nên các bạn chú ý. Ở đây là một số con bút nha, thì addon này gần như là full mút rồi thì phải. Với lại review mấy con bút này khá mất thời gian nên mình sẽ không review nha. Các bạn có thể tải addon này về và xem nha. Link addon mình để dưới mô tả video. Con nào mới tung ra lãnh địa vậy? Chưa review thì tụi bay đã spawn hết rồi. Bây giờ mình sẽ nâng level mình nha. Thì đây là skin sẽ được sửa lại nha. Mấy cái skin sau thì các bạn xem đi, không có gì để nói hết. À thì ngồi xuống để đổi skin khác nha. Cái cuộn sách yên chăn này để lấy lãnh địa nha, đỡ phải cày. Yami wo haratta, yami wo haratta, yoru no tobari ga uridai.
して